Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 53 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Quyển Trung Trang 79 Chúng ta đem kinh văn ra đọc một lần Hà huống lâm mệnh trung nhân Tại sanh Vị tằng hữu thiểu thiện căn Các cứ bổn nghiệp tự thọ ác thú hà nhẫn quyến thuộc cánh vi tăng nghiệp thí như hữu nhân tùng viễn địa lai tuyệt lương tam nhật sở phụ đám vật cường quá bách cân hốt ngộ lân nhân cánh phụ thiểu vật dĩ thị chi cố chuyển phục khốn trọng đây là một thí dụ ý nghĩa của thí dụ rất rõ ràng thí dụ có một người người này từ rất xa đến nơi này thời trước đây giao thông không phát triển người lữ hành đại đa số đều là đi bộ đường đi xa thì đương nhiên sẽ vô cùng mệt mỏi tiêu hao sức lực nếu như ba ngày không được ăn cơm thì nỗi khổ của họ chúng ta có thể tưởng tượng thì biết ngay và người này không phải chỉ đi bộ du lịch mà họ còn gánh hành lý Gánh hành lý này nặng đến 100 cân Đây là gánh hành lý rất nặng Ba ngày chưa được ăn cơm Còn đi đường xa nữa Vậy thì rất mệt mỏi rồi Đây là thí dụ cho người sắp mạng chung Ở phía trước Lúc còn sống Không có làm việc gì tốt Sau khi chết Đương nhiên Theo hạnh nghiệp của họ thì họ phải nhận lấy quả báo của mình hốt ngộ lân nhân cánh phụ thiểu vật đây là thí như người thân quyến thuộc không biết còn muốn sắc sanh cúng tế làm cho tội nghiệp của họ nặng thêm tiền đồ của họ đương nhiên sẽ càng khó khăn hơn rồi thí dụ này dễ hiểu Chúng ta xem tiếp đoạn Kinh Văn chi đây Trang 80 Thế Tôn Ngã quán diêm phù chúng sanh Đảng năng ư chư Phật giáo trung Nải chí thiện sự nhất mau nhất trích Nhất xa nhất trần Như thị lợi ích tất giai tự đắc Đây là Bồ Tát Địa Tạng nói những lời này với thế tôn nói thật ra nói với thế tôn chính là để thế tôn làm chứng minh cho ngài lời ngài nói ra mỗi câu đều là chân thật dụng ý cách nói này đích thực là vì chúng ta Nhiêm phù chúng sanh Chính là những người như chúng ta đây Đảng năng ư chư Phật giáo trung Hai chữ Phật giáo này là mấu chốt Ngày nay nhắc đến Phật giáo Có phải là ý nghĩa của chữ Phật giáo Ở trong tưởng tượng của chúng ta hay không? Không phải đây là ở trong giáo huấn của tất cả chư phật phật dạy chúng ta như thế nào chúng ta có hiểu hay không chúng ta có làm được hay không thực sự hiểu rõ rồi chịu làm mặc dù làm được một chút xíu thiện nhỏ Nhất mau, nhất trích, nhất xa, nhất trần Đây là nói ít Hình dung tu thiện rất ít Mau Là sợi lông Sợi lông trên cơ thể chúng ta Đây là thứ nhỏ nhất Ở trong chánh báo của chúng ta Trần xa Hạt cát, hạt bụi Là thứ nhỏ nhất Ở trong y báo đều là hình dung thiện nhỏ cái thiện nhỏ này bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích huống hồ là thiện lớn những điều trong phật pháp dạy dù thiện nhỏ đi nữa cũng xứng tánh đã là xứng tánh thì thiện này nó thật ra là không có lớn nhỏ thiện lớn cũng trọn khắp hư không pháp giới thiện nhỏ cũng trọn khắp hư không pháp giới thậm chí bạn khởi một niệm tâm thiện một niệm tâm lợi ích chúng sanh thì quả báo cũng không thể nghĩ bàn bồ tát địa tạng nói những lời này người mới học quả thật rất khó tiếp nhận có phải phật bồ tát dùng những lời này để khuyến khích chúng ta chứ chưa chắc là chân thật chúng sanh tiếp xúc phật pháp đặc biệt là người mới học thì những nghi hoặc này có thể nói là vô cùng phổ biến đó là hoàn toàn dùng tâm phàm phu của chúng ta để đo lường cảnh giới của chư phật bồ tát vậy là quá đổi sai lầm Tâm phàm phu chúng ta là vọng tâm, còn tâm chư Phật Bồ Tát dùng là chân tâm. Vọng tâm thì dính diễn, không thể duyên đến được cảnh giới chân thật. Ở trong kinh luận pháp tướng nói rất nhiều. Công năng của ý thức thứ sáu là mạnh nhất ở trong tám thức đối với bên ngoài nó có thể duyên đến hư không pháp giới đối với bên trong nó có thể duyên đến a à lại gia thức nhưng đáng tiếc là nó không cách gì duyên đến tự tánh được các vị nên biết nhất chân pháp giới là tự tánh nó có thể duyên đến hư không pháp giới có thể duyên đến thập pháp giới bởi vì không có cách gì duyên đến nhất chân pháp giới không có cách gì duyên đến tự tánh cho nên kiến giải và trí huệ của phạm phu làm sao có thể biết được cảnh giới của phật bồ tát được chứ dựa vào vọng tưởng của mình tưởng tượng cảnh giới của phật bồ tát là hoàn toàn sai rồi đây là điều chúng ta nhất định phải biết trí huệ chân thật là gì hai chướng phá rồi thì trí huệ chân thật mới hiện tiền chúng ta hãy suy nghĩ xem chúng ta có phiền não chướng có sở tri chướng không những có mà còn vô cùng nghiêm trọng thì làm gì có trí huệ chứ mình cho rằng mình cảm thấy rất có trí huệ trong phật pháp gọi đó là thế trí biện thông thế trí biện thông không thể giải quyết vấn đề mời xem kinh văn dưới đây thuyết thị ngữ thời hội trung hữu nhất trưởng giả danh viết đại biện thị trưởng giả cửu chứng vô sanh hóa độ thập phương hiện trưởng giả thân đến đây là một đoạn nhỏ từ trong đoàn kinh văn này Chúng ta mới biết rõ Trưởng giả đại biện Đây cũng là Chư Phật Như Lai Thị Hiện Cửu chứng vô sanh Câu nói này Là Ngài đã thành Phật Từ rất lâu rồi Ngài độ hóa chúng sanh Trong mười phương thế giới Hiện thân trưởng giả Đây là thị hiện Cần dùng thân trưởng giả mà được độ Thì Ngài liền hiện thân trưởng giả Tham gia Pháp hội Địa Tạng Giúp đỡ Thế Tôn và Bồ Tát Địa Tạng Dương Giáo hóa chúng sanh Ngài đứng ra hỏi Khi một người hỏi Một người đáp này Là nhằm phá trừ nghi hoặc của chúng ta Bên dưới nói Hiệp trưởng cung kính Vấn địa tạng Bồ Tát ngôn Hiệp trưởng cung kính là hết sức kính trọng Là lễ độ Thịnh giáo Bồ Tát Địa Tạng Đại sĩ Đây là lời xưng tán Bồ Tát Thị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh Mệnh chung Chi Hậu Tiểu Đại Quyến Thuộc Vị Tu Công Đức Nại Chí Thiết Trai Tạo Chúng Thiền Nhân thì Mệnh Trung Nhân Đắc Đại Lợi Ích Cập Giải Thoát Phủ ý nghĩa của những câu thịnh giáo này không khó hiểu đây là nói chúng sanh trong thế gian này của chúng ta sau khi qua đời rồi người thân quyến thuộc của họ tu những công đức cho họ thí dụ thiết trai ý nghĩa của thiết trai rất rộng giống như ở trong tập tục hiện nay có đốt vàng mã mong sơn thí thực đây đều là thiết trai đây là mời quỷ thần ăn cơm Cũng như việc tu phước Cúng trai tăng ở thế gian Vào thời xưa Gia đình giàu có Thiết trai cúng dường Cả nghìn vị tăng Và tạo đủ thứ nhân thiện khác Làm nhiều việc thiện hồi hướng cho người đã mất này Người đã mất này Có phải bởi nhờ người thân quyến thuộc Tu công đức cho họ Nên họ được lợi ích lớn phải không? Họ có được giải thoát hay không? Chúng ta thử xem lời khai thị của Bồ Tát Địa Tạng Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả ngã kim vị vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh thừa phật uy lực lược thuyết thị sự bồ tát địa tạng trả lời xưng là trưởng giả đây là cung kính lẫn nhau trưởng giả xưng bồ tát là đại sĩ bồ tát xưng ngài là trưởng giả ngài đã hỏi rồi thì tôi hiện tại vì dĩ lai dĩ lai là dĩ chúng ta hiện tại là lúc đó nhất thiết chúng sanh thừa phật uy lực lược thuyết thị sự câu thừa phật uy lực này là tôn sư trọng đạo không dám cho rằng mình có thể nói được sự và lý này quá sâu quá rộng tôi đâu có thể nói được nương nơi oai thần của đức phật gia trì mới có thể nói được thực ra bồ tát địa tạng đã thành phật từ lâu rồi cũng là thể hiện thành thân bồ tát trong số học trò có vô lượng vô biên người đã thành phật rồi thì đâu có lý nào thầy chưa thành phật chứ đây là chứng tỏ chư phật như lai đại từ đại bi hạ thấp thân phận xuống thành bồ tát để thuận tiện độ hóa chúng sanh các vị đều biết phật pháp là sư đạo chúng ta đối với thầy phải tôn kính nếu đến chỗ của thầy để cầu học sẽ không thuận tiện bằng thân phận bồ tát đến bồ tát với chúng ta là bạn học họ là học trò của phật chúng ta cũng là học trò của phật Họ là học trò thời kỳ đầu Là học khóa trước chúng ta Cùng thân phận học trò Cho nên chúng ta không cầu Họ có thể đến tìm chúng ta Thầy không có lý nào đi tìm học trò Nhưng bạn học thì được Vì sẽ thuận tiện Cho việc giáo hóa rất nhiều Làm người bạn không mời cho tất cả chúng sanh chỉ cần quan sát thấy cơ duyên của chúng sanh chín mùi thì họ sẽ chủ động đến đây là phương tiện độ hóa chúng sanh của thân phận bồ tát cho nên bồ tát địa tạng dính viễn ở vào địa vị bồ tát nguyên nhân là ở chỗ này Trưởng giả, vị lai hiện tại chưa chúng sanh đẳng. Lâm mệnh Trung Nhật, đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh. Bất vấn hữu tội, vô tội tất đắc giải thoát. Lợi ích này thật sự là quá lớn quá lớn rồi. Các vị nhất định phải biết Niệm sau cùng nhất lúc lâm chung Là mấu chốt Đời sau bạn đi về cõi nào Là do một niệm sau cùng này Nghiệp mà cả đời bạn tạo là rất nhiều Hướng hồ còn có đời quá khứ Nghiệp tích lũy đời đời kiếp kiếp là vô lượng vô biên Phật nói trên kinh Nếu như nghiệp mà bạn tạo Nó có thể tích Thể tích dù nhỏ như hạt bụi đi nữa Thì nghiệp đã tạo Là tận hư không Cũng không thể chứa hết Nghĩ lại trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay cái thí dụ hình dung này của phật không gì là quá đáng cũng may mà tội nghiệp này không có thể tích không có hình tướng nhưng nó lại sanh ra sức mạnh sức mạnh này đã tạo ra luân hồi biến hiện ra đủ thứ cảnh giới khổ thế nhưng một người đời sau đi về cõi nào để thọ xanh thật sự là quyết định ở niệm cuối cùng này niệm này đương nhiên là niệm mạnh nhất trong tất cả toàn bộ ý niệm phật nói trên kinh nghiệp nhân của chúng ta là vô lượng nghiệp nào mạnh thì dẫn đầu đi trước nghiệp nhân nào có sức mạnh nó sẽ đi thọ báo trước nếu như không nghe phật pháp thì người này trong lúc mạng chung họ sẽ nghĩ về những gì Nếu như họ nghĩ vì người thân quyến thuộc Ân ái khó buông bỏ Thì họ sẽ đi về cõi quỷ Vì tâm tham nặng rồi Nếu như nghĩ đến oan gia đối địch Vẫn chưa có báo thù Vậy thì đi địa ngục Vì tâm sân hận nặng rồi Mê hoặc điên đảo Đi trong mơ mơ hồ hồ Thì đi về cõi súc sanh cái này là nhiều nhất phổ biến nhất cho nên vào lúc này là thời khắc mấu chốt nghe danh hiệu phật nhất tâm nghĩ tưởng phật thì họ làm sao không chạy thoát được chứ nếu như lâm chung có thể nghe được danh hiệu a di đà phật người này cả đời không có tiếp xúc phật pháp bao giờ lúc sắp mạng chung mới có người dạy họ niệm a di đà phật dạy họ niệm phật dạy họ cầu giảng sanh tịnh độ phật đến tiếp dẫn đi với a di đà phật thì họ đi làm phật rồi Năm xưa Ở thủ đô Washington DC Nước Mỹ Tiên sinh Chu Quảng Đại Đó là điển hình rất nổi bật Ba ngày trước khi mất Ông mới gặp được Phật Pháp Khi người ta nói cho ông biết Ông liền tin ngay Liền tiếp nhận ngay và đã niệm phật ba ngày phật đến tiếp dẫn ông giảng sanh đây là người thân quyến thuộc là thiện tri thức gặp được người dạy ông niệm danh hiệu bồ tát niệm danh hiệu bích di phật cho dù không thể giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc thì cũng chắc chắn được phước báo nhân thiên giải thoát chính là giải thoát ra từ ba đường ác từ ba đường ác giải thoát ra sanh về ba đường thiện đây là ở trong phật giáo nếu như họ có thể hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu phật bồ tát thì họ được lợi ích công đức sẽ thù thắng hơn nữa họ thật sự có thể khế nhập cảnh giới cho nên sự việc này chúng ta phải nhớ kỹ khi tiễn đưa người sắp mất Nhất định phải khuyên người niệm Phật Nếu như người thân quyến thuộc Đều có thể trợ niệm Vậy là vô cùng thù thắng Niệm Phật hàng ngày Đều là vì một niệm lúc lâm chung này Hy vọng thường ngày niệm cho thành thục Đến lúc lâm chung không bị quên mất Thường ngày phải buông xả vạn duyên Thì lúc lâm chung mới không có chướng ngại gì Cái gì cũng phải buông xả Đối với thế gian này thực sự không có một mảy may tham luyến nào thì giảng sanh mới tự tại được chỉ cần có dính nhiễm một mảy may tham luyến thì niệm phật giảng sanh lúc lâm chung sẽ có chướng ngại rồi bản thân chúng ta phải biết cái thật rõ ràng minh bạch lúc lâm chung có gặp được thiện tri thức hay không có gặp được một số người giúp đỡ hay không là rất khó nói rồi cho nên chúng ta biết sự việc này nên thường ngày phải kết nhiều thiện duyên muốn kết nhiều thiện duyên thì phải tham gia trở niệm nhiều bạn có thể thường xuyên giúp đỡ trở niệm cho người sắp lâm chung đây là nhân đến khi mình lâm chung thì nhất định sẽ có người đến giúp đỡ bạn thường ngày không chịu giúp đỡ người khác thì lúc lâm chung nhất định sẽ không có người giúp đỡ bạn rồi Nhân duyên quả báo Không mấy may say chạy Cho nên thường ngày Phải gieo nhân thiện Thì bạn mới có thể được quả thiện Nhất định phải tin Lời Bồ Tát Địa Tạng dạy Ở chỗ này Xem tiếp Kinh Văn dưới đây đây đều là lời bồ tát địa tạng dạy nhược hữu nam tử nữ nhân tại sanh bất tu thiện nhân đa tạo chúng tội mạng chung chi hậu quyến thuộc tiểu đại vi tạo phước lợi nhất thiết thánh sự thất phần chi trung nhi nải hoạch nhất lục phần công đức sanh giả tự lợi đạo lý này nhất định phải biết. Chúng ta ngày nay xem thấy người thân quyến thuộc trong thế gian này làm phần sự cho người chết. Thông thường thỉnh người xuất gia là thỉnh bảy vị, vì sao vậy? Bảy phần công đức họ mới có thể được một phần tụng kinh phải tụng bảy bộ đều là từ trong kinh này mà ra họ chỉ có thể được một phần bảy còn sáu phần bảy là bản thân người tụng kinh niệm phật được hưởng đây là nói ra tỷ lệ Họ có thể được lợi ích bao lớn Hoàn toàn xem Bản thân người sống được lợi ích bao lớn Người tụng kinh Nếu như Trong lúc tụng kinh khai ngộ Chứng quả rồi chứng quả tức là vào được cảnh giới trong kinh đại đức xưa dạy chúng ta khi đọc kinh tùy văn nhập quán tùy văn nhập quán mọi người phải nghe cho rõ ràng không phải vừa xem kinh vừa khởi vọng tưởng thế là bạn hoàn toàn sai rồi không phải vừa đọc kinh vừa nghĩ kinh này có ý nghĩa gì đọc như vậy thì ta và người đều không có được lợi ích vẫn không bằng thật thà niệm từ như thị ngã văn đến tính thọ phụng hành mà không có một vọng niệm nào thì mới có công đức công đức này là tâm thanh tịnh bạn tu tâm thanh tịnh bạn ở trong đây tu định họ được lợi ích nếu như có thể nhập quán, quán là không dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức là tư tưởng, không phải quán, là vọng tưởng. Không dùng tâm ý thức mà khế nhập cảnh giới này mới gọi là quán. Đây là từ trong định khai quệ. đọc bộ kinh này cảnh giới trong kinh biến thành cảnh giới của mình ta người không hai sanh phật nhất như nhập cảnh giới này rồi người chết này được lợi ích lợi ích đó là không thể nghĩ bạc họ được lợi ích công đức thù thắng nhất lợi ích công đức thù thắng nhất xin thưa với các vị cũng chỉ có thể giúp họ sanh về trời đau lợi nhưng được phước báo lớn ở trong trời đau lợi nếu như người chết này lúc còn sống là người niệm Phật là người hiểu rõ Phật Pháp Là người niệm Phật Vậy thì sau khi họ qua đời Tụng Kinh Sau khi họ nghe rồi Rất có thể nhắc nhở họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ Vậy thì họ chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ cho nên những việc phật sự siêu độ là làm tăng thượng duyên cho họ chỉ sợ họ quên mất nên đặc biệt đến nhắc nhở họ nếu như lúc họ còn sống không có tiếp xúc phật pháp vậy thì rất khó nếu hoàn toàn dựa vào phước thì họ chỉ có thể đạt đến trời đau lợi lợi ích này lớn hay nhỏ không bằng nhau trong kinh văn nói rất rõ ràng rất minh bạch chúng ta tự mình phải tư duy tại vì sao siêu độ họ có thể được lợi ích phần trước cũng đã từng nói qua với các chị rồi nếu như không phải nhờ họ qua đời thì quyến thuộc người trong gia đình sẽ không tu phước và cũng sẽ không được lợi ích thù thắng bởi vì nguyên nhân này nên người thân quyến thuộc mới tu phước mới lễ lại sám hối mới tụng kinh mới lễ phật đây là người chết tạo tăng thượng duyên tu phước cho người thân quyến thuộc nguyên do như vậy nên họ được một phần bảy phước báo cho nên phước mà người thân quyến thuộc tu càng lớn thì họ sẽ được lợi ích càng lớn đạo lý là ở chỗ này dĩ thị chi cố vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng văn kiện tự tu phần phần kỷ hoạch bởi vì nguyên do này cho nên bồ tát địa tạng nói vị lai hiện tại Thiện nam nữ đẳng. Văn kiện tự tu, kiện là sức khỏe của bạn rất khỏe mạnh, văn là sáu căn của bạn rất thông minh. Bạn hiểu rõ đạo lý này, biết được sự thật này, nhưng lúc cơ thể khỏe mạnh, bạn phải chăm chỉ nỗ lực tự tu. Thì phước báo mà bạn được là viên mãn. phần nào mình cũng thấy đều thu được <laughs> ở trong chú giải pháp sư thanh lương trích dẫn một đoạn ở trong kinh Tùy nguyện vãng sanh. Chúng ta hãy đọc qua đoạn này một chút. Đoạn này cũng là do Bồ Tát Phổ Quảng nói. Ở hàng thứ nhất, trang 85. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh Phổ Quảng Bồ Tát Bạch Phật Ngôn Nhược Thiện Nam Nữ Vị chung chi thời Nghịch tu sanh thất Nhiên đăng huyền phan Thỉnh tăng chuyển kinh Đắc phước đa phủ Phật ngôn kỳ phước vô lượng Đoạn này có thể làm ấn chứng cho kinh này Lại nói Phụ mẫu thân tộc Mệnh chung thọ khổ Vị kỳ tu phước Đắc phước đa phủ Đây là tu cho người khác Phật ngôn thất phần hoạch nhất Bảy phần công đức họ được một phần Là cũng giống như trên kinh này nói vậy Phía trước Bồ Tát Phổ Quảng hỏi Nghịch tu sanh thất tức là người vẫn chưa chết tức là nói khi chúng ta hiện nay tự mình tu thỉnh pháp sư đến chuyển kinh thỉnh pháp sư chuyển kinh ý nghĩa của chữ chuyển là thỉnh pháp sư tụng kinh và thỉnh pháp sư giảng kinh đều gọi là chuyển kinh hầu hết mọi người lúc còn sống không biết làm phật sự siêu độ cho mình trước việc này là rất ít nhưng mời pháp sư giảng kinh công đức này rất lớn có năng lực thì một mình bạn mời như thế công đức này là mình hưởng trọn mình không có năng lực thì cùng với vài người bạn đạo đồng tham chúng ta cùng nhau đi mời mời pháp sư giảng một bộ kinh hoặc giả mời pháp sư giảng kinh một ngày thì công đức cũng không thể nghĩ bạn bạn thường nghĩ xem có người nào trong đời đã từng mời pháp sư đến giảng kinh một lần chưa vô cùng hiếm có giống như chúng tôi đến nơi khác để giảng kinh chúng tôi thường đến hồng kông qua đó giảng ba ngày những đồng tu bên đó rất nhiều người tập hợp sức lại với nhau thuê mượn một cái giảng đường mời một số bạn đồng tu lại để nghe giảng kinh đều là cái ý này trong kinh nói Ở trong tình hình này Chúng ta là người hiểu biết Thì đừng làm buổi diễn giảng bình thường Diễn giảng bình thường Thì họ được Công đức rất nhỏ Nên giảng kinh Nếu như mà chúng ta giảng một giờ, hai giờ Giảng một lần Vì chúng ta giảng kinh gì Có thể trích một đoạn trong kinh văn để giảng Vẫn là giảng kinh tôi không thể giảng toàn bộ kinh thì giảng đại ý của cả bộ kinh hoặc là trích một vài đoạn trong kinh văn để giảng đây là người hiểu biết người trong nghề kỷ niệm một năm hồng kông trao trả về trung quốc đồng tu bên đó mời tôi qua giảng kinh thời gian chỉ có sáu ngày mười hai giờ đồng hồ chúng tôi cảm kích sự nhiệt tâm hộ pháp của họ tôi qua giảng kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ mười hai giờ đồng hồ thì làm sao giảng xong được chứ chúng tôi trích lục ra một quyển sách quyển sách này các vị đều nhìn thấy rồi từ trong kinh vô lượng thọ trích ra 60 điều, mỗi một điều đều là kinh văn. Đây chính là thỉnh tăng chuyển kinh. Là do mọi người họ mời đến kết hợp lại với nhau mời. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải biết mình nên làm như thế nào. đặc biệt là người thân quyến thuộc của chúng ta thấy họ cả đời không có làm việc gì tốt bản thân họ mê hoặc điên đảo người học phật chúng ta biết rất rõ có thể nhìn thấy ra tiền đồ của họ làm sao giúp đỡ họ Phương pháp này giúp đỡ thụ thắng hơn hết thảy. Là mời pháp sư giảng kinh. Chúng ta đứng ra khởi xướng, phát động, mời họ đến tham dự. Họ sẽ được phước. Dùng loại phương pháp này để tiếp dẫn họ. Cho nên phương tiện thiện xảo rất nhiều. Chúng ta xem tiếp Đoạn kinh văn này dưới đây. À, Duyên tiền sanh bất tính đạo đức, đức cố. Duyên là bởi vì họ lúc còn sống không tin đạo đức. Đoạn bên dưới này là nhược dĩ vong giả nghiêm thần chi cụ. Nghiêm thân chi cụ Dùng cách nói hiện nay để nói Chính là những đồ như vàng dòng châu báu Đồ trang sức mà họ cất giữ Đây là nghiêm thân chi cụ Ốc trạch viên lâm Nhà cửa đất đai của họ Ốc trạch là nhà cửa Viên lâm là đất đai dĩ thí tam bảo khả bạc địa ngục chi khổ mặc dù cả đời tạo tác tội nghiệp cực nặng trước lúc chết nếu như có thể đem tất cả tiền của của họ cúng dường tam bảo thì phước này có thể vượt qua tội nghiệp đọa địa ngục của họ. Nguyên nhân là gì? Cúng dường Tam Bảo, mỗi ngày đều có người xuất gia. Những người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành này mỗi ngày ở nơi đây tụng kinh lễ sám. Thì một phần bảy công đức này là lớn rồi. Là quá lớn rồi đạo lý là ở chỗ này nhưng mà chỗ này cần phải phân biệt rõ ở trong tam bảo có thật giả đạo tràng phật pháp chân chánh Đạo tràng Phật Pháp chánh Pháp Mới có cái hiệu quả này Nếu như không phải chánh Pháp Thế gian hiện nay Là giống như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tà sư thuyết Pháp nhiều như các sông hằng Có rất nhiều Phật Pháp giả Đạo tràng giả Mượn danh nghĩa Phật giáo Làm những chuyện trái lại Với lời giáo huấn của Phật Đà. Đó là tạo tội nghiệp. Nếu như bạn dùng tiền của này bố thí cúng dường cho người mất là giúp họ tạo tội nghiệp, thúc đẩy họ tạo tội nghiệp làm gì phải đọa địa ngục càng đọa càng sâu, không những không thể thoát khỏi mà còn đọa sâu hơn nữa. Đây là điểm cần phải phân biệt rõ. Gần đây Đồng tu bên Hồng Kông Điện thoại nói cho tôi biết Hồng Kông có một vị Pháp Sư Hơn 80 tuổi rồi Ông có một đạo tràng Muốn quyên góp Hiến tặng cho người xuất gia Điều kiện của ông là Phải có 5 người xuất gia 5 tỳ kheo Ông mới chịu tặng Ông ở vùng Thuyên Loan Hồng Kông này Cái điều kiện này hay Nhưng mà rất khó Sợ rằng đến lúc ông giảng sanh Cũng không thể tìm ra được năm tỷ kheo Đây là nói lời thành thật Quá khó rồi Cách nghĩ như vậy là chính xác Nhưng mà tương đối rất khó Cho nên ở thời đại này chúng ta cần phải biết Không thể tìm ra được năm tỷ kheo mặc dù là cư sĩ tại gia tín đồ phật giáo có chánh tín làm việc hoàng pháp lợi sanh cũng là việc tốt rồi thực sự là hoằng pháp lợi sanh hoặc giả là mình làm thành đạo tràng tu học làm thành đạo tràng tu hành niệm phật đạo tràng lưu thông phật pháp đó là công đức chân thật xem tiếp kinh văn dưới đây vô thường đại quỷ bất kỳ nhi đáo minh minh du thần vị tri tội phước thất thất nhật nội như si như lung đây là bồ tát ở chỗ này nói cho chúng ta biết cái tình trạng sau khi con người chết rồi thế tôn ở trên kinh điển thường hay nhắc nhở chúng ta cõi nước mong manh mạng người vô thường đây là thế tôn nói cho chúng ta biết chân tướng của nhân sanh vậy chúng ta từng giây từng phút phải đề cao tâm cảnh giác phải có tâm cảnh giác cao độ nhất định không được cho rằng ta vẫn còn trẻ tuổi thọ của ta vẫn còn rất dài vậy thì bạn sai rồi người xưa thường nói đường xuống suối vàng không có phân biệt già hay trẻ mù cô quạnh đều là của thiếu niên không có người cúng tế chết khi còn rất trẻ không có gia đình không có con cái để biến thành mồ cô quạnh nhất định phải đề cao cảnh giác vô thường đại quỷ bất kỳ nhi đáo câu nói này tức là nói mạng người vô thường đều có thể chết bất cứ lúc nào bạn cũng không có cách gì biết trước được nhân duyên gì mình sẽ chết đặc biệt là sanh vào thế gian này hiện nay của chúng ta tai nạn biến đổi quá nhiều quá nhiều rồi bạn xem toàn thế giới nơi nào cũng có tai nạn Có nạn nước Hiện nay miền đông nước Mỹ Có nạn gió bão Ngày hôm kia trong bản tin tức Có đăng phải sơ tán hơn 500.000 người Nạn gió bão rất lớn Động đất đều là không có cách gì dự báo được bất kỳ nhi đáo không hẹn mà đến cho nên trong tâm người học phật biết rất rõ ràng rất minh bạch cho dù những tai nạn hiện nay có xảy ra cũng không sợ hãi điều này vô cùng quan trọng khi tai nạn xảy ra nếu như kinh hoàng sợ hãi thế thì hỏng rồi kinh hoàng sợ hãi là đi ba đường ác rồi cư sĩ lý mộc nguyên ngày hôm kia báo cáo với mọi người ông đi tiễn đưa một số người giảng sanh sau khi họ giảng sanh ông giúp họ vệ sinh thân thể chăm sóc, nhập liệm. Có một số người giáng sanh, thân thể mềm mại. Đại khái niệm Phật giáng sanh, tuyệt đại đa số, thân thể đều mềm mại. Đây là tướng lành. Có một số người ra đi thân mình cứng đơ đây là do nguyên nhân gì kinh hoàng sợ hãi thì cơ thể sẽ cứng ngắc người ra đi rất tự tại không hề sợ hãi chút nào thì cơ thể của họ sẽ mềm mại cho nên chúng ta có thể từ người sắp mạng chung nhìn ra được tình trạng lúc họ ra đi nếu họ chết tốt thì chắc chắn không rơi vào ác đạo thấy họ lúc ra đi rất tự tại rất an ổn tốt lành rất rõ ràng thần trí sáng suốt thì chắc chắn không đọa ác đạo niệm phật vào lúc này nhất định giảng sanh Cho nên tiễn đưa người giảng sanh Nhìn thấy được những tướng lành này Đạo lý là ở chỗ này Nếu như không tin Phật Pháp Thì không gặp được thiện tri thức Lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức là Đại Phước Báo Có người vào lúc này nhắc nhở họ giúp đỡ Dẫn dắt họ niệm Phật Cho dù cả một đời tạo tội nghiệp nặng đi nữa Cũng không sợ Cũng có thể giảng sanh đó gọi là đới nghiệp giảng sanh Chỉ sợ vào lúc này Không có người giúp đỡ họ Còn có người quấy rối họ Người thân quyến thuộc đến khóc lóc ồn náo thế thì xong rồi Đây là đại chướng ngại Bốn câu dưới đây là nói tình trạng của họ Minh minh du thần đây chính là hồn phách của họ Trong Phật Pháp chúng ta gọi là a la gia thức Người thế tục gọi là linh hồn Du thần chính là linh hồn Nhà Phật gọi là du thần là rất chính xác Nói linh hồn đó là lời tân bốc Vì sao vậy? Chắc chắn không linh Nếu họ linh Thì sao lại rơi vào trong ác đạo chứ? Họ rơi vào ác đạo Có thể thấy họ không linh Lời khổng lão phu tử nói Ở trong kinh dịch cũng rất có đạo lý Ngài nói là du hồn Chúng ta ở đây gọi là du thần Cách nói này rất có đạo lý Bởi vì tốc độ của nó rất nhanh Trôi dạt bất định Quả đúng là du hồn Trong kinh dịch nói du hồn vi biến Biến tức là họ đi độc thai Họ lại đi đổi một thân thể khác Minh minh du thần Vị tri tội phước vào lúc này Thật sự là như ngay như điếc Là rất ngay dại Trong 49 ngày Là ở tình trạng này Thông thường chúng ta nói là thân trung ấm Cho nên thân trung ấm Là mê hoặc là ngay dạy cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tay cư sĩ móc gmail.com người đọc Hạnh Quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến Hương Linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả kính nguyện Hương Linh nương nhờ Phật lực tội diệt Phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng xanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật